Xin chào mọi người nhá. Em Thủy tiếp tục chương trình thanh lý gửi Tết giá rẻ sập sàn luôn cho quý khách hàng. Thanh lý nhá. Thanh lý bưởi Tết giá rẻ sập sàn luôn. Cây này cực kỳ đẹp này. Cây này em định xếp cho khách ở miền Nam nhưng mà cây cao quá. Cây này em định xếp cho khách ở miền Nam nhưng mà cây cao quá nên là chắc là có lẽ là không đi vào Nam được. Tầm này đi bưởi lằm rất là nguy hiểm. Những cây cao đi lằm rất là nguy hiểm nhá. Nên là cây này em không xếp đi được này. Cây này em phải bỏ lại nhà nên là bán cho khách miền Bắc vì cái giá lên xe. Hàng đẹp nhá. Cây này cây rất là đẹp đấy. Cây cao to và dáng dấp rất là đẹp. Chia ba chạc tam đa rất là đẹp nhá. Cây này em Thủy bán với cái giá là 12 triệu. Giá lên xe tại vườn nhá, 12 triệu. Cây này 12 triệu trồng cho bể vuông 1m2 x 1m2 nha mọi người nhá. 12 triệu trồng cho bể vuông 1m2 x 1m2 ạ. Cây này rất là đẹp này. Cây này rất là đẹp này. Chiều anh chở cái cây một thân thôi anh nhá. Cây này rất là đẹp này. Cây này thì rẻ này. Cây này thì rẻ này. Cây này 7 triệu nhá. Cây này 7 triệu giá lên xe tại vườn này. Cây này 7 triệu ạ. Bắt đầu ưng cái này chốt đơn cho em này. Ưng cái này chốt đơn chuẩn màn hình cho em này. Cây này giá 7 triệu giá lên xe tại vườn. Chậu 1m4 nhá. Cây này 7 triệu nhá. Cây này 7 triệu ạ. Dáng dấp của nó khá là đẹp. Dáng dấp của nó khá là đẹp. Dáng dấp của nó khá là đẹp này. Đấy, dáng dấp của nó khá là đẹp nhá. Cây này có 7 triệu đồng thôi. Vành gốc của nó rất là to. Vành gốc to đẹp này. Mà cây này bên nhà em ghép thì nó hơi thưa quả một tí. Nó so với cái cây này. So với cái cây này thì nó hơi thưa quả so với cái cây này. Em đếm quả xem nó có bao nhiêu quả nhá. Nên là bán giá rất là về thì các bạn vẫn chơi Tết thoải mái. Vẫn chơi, cũng có nhiều quả để chơi Tết. Nhưng mà theo kỳ vọng của bọn nhà vườn, theo kỳ vọng của nhà vườn mà em mong muốn thì nó chưa đạt đến kỳ vọng đấy. Kỳ vọng của bọn em thì là mong muốn cây này nó phải trên 100 quả, khoảng 150 quả với cái kích thước chậu 1m4 này. Nhưng mà nó không đạt cái kỳ vọng đấy thì bây giờ sale giá chỉ còn 7 triệu thôi. Giá còn 7 triệu thôi. Còn nếu mà cây này mà nó là nhiều quả thì giá nó trên chục triệu cơ. Nếu cây này mà nhiều quả thì giá trên chục triệu. Ví dụ nó bằng số lượng quả nó nhiều bằng cây này này thì giá của nó sẽ bán được 12 triệu. Nhưng mà nó ít quả hơn. Quả nó bằng 2/3 của cây đấy, nó ít quả hơn thì giá của cây này nó khoảng 60 quả. Thì giá nó 7 triệu thôi. Cây này 60 quả, giá nó 7 triệu nhá. 60 quả. Cây 60 quả này giá 7 triệu nhá. Bắt đầu ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh cho em. 60 quả. Còn tùy theo số lượng quả đấy. Có cây 2 triệu rưỡi anh ơi. Có cây 2 triệu, có cây 2 triệu rưỡi. Cây này là cây đẹp này. Cây này là cây đẹp này. Cây này là cây đẹp này. Cây này cũng tầm xấp xỉ 100 quả này. Cây này là cây đẹp này. Ship cuối cùng bản đồ không anh? Tầm này không có xe vào cuối cùng bản đồ rồi anh ơi. Tầm anh mà cuối cùng bản đồ thì các bạn phải mua sớm cơ. Cây này là cây đẹp này. Cây này em Thủy bán 9 triệu giá lên xe tại vườn này. 9 triệu giá lên xe tại vườn này. Là 9 triệu nhá. Cây này rất là đẹp luôn. 9 triệu giá lên xe tại vườn. Anh ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em. Ưng cái này chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh. Ưng cái này chốt đơn chuyển màn hình để gửi cho em Thủy số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. 9 triệu nhá. Một cây này dọa người chưa? Cây này dọa người chưa các bác ơi? Một cây to dọa người chưa? Trồng trong bể vuông của nó là bể vuông 1m2 x 1m5. Bể vuông 1m2 x 1m5. Em Thủy bán 7 triệu rưỡi ạ. 7 triệu rưỡi cái này nhá. Bác nào đang cần hàng biếu tặng, mua đi biếu đi tặng nhá. Các bác chốt đơn cái này cho em. Cái này giá 7 triệu rưỡi thôi ạ. Cái chậu nó khủng bố dọa người luôn. Sale còn 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi thôi. Quá là rẻ luôn. Quá là rẻ cho các bác mua đi biếu đi tặng. Cây này mang về để ở nhà em nhìn bình thường. Nhưng mang về nhà các bác có một cây thôi. Nhà em nhiều cây thì nhìn nó nuốt cây, nó nhìn rất bình thường. Nhưng nếu mang về nhà các bác thì nhìn nó dọa dẫm, nó hầm hố lên luôn. Em Thủy bán giá thanh lý chỉ có 7 triệu rưỡi cái này nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 0969162214 cho em. 0969162214 cho em. Cái này 7 triệu rưỡi thôi nhá. Nhà em Thủy hiện tại là nhà bên nhà vườn mà bán cái bưởi sale, bưởi thanh lý
giá rẻ nhất thị trường luôn. Đây ạ, 7,5 triệu nhá. Ai ưng thì chốt đơn chụp ảnh màn hình cho em. Ưng thì chốt đơn chụp ảnh màn hình cho em, 7,5 triệu thôi. Cái tiếp theo này, cái tiếp theo cái này nhá, cái tiếp theo cái này này, cái này là năm thân ngũ phúc, cái này cái ngũ phúc cái năm thân cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cái năm thân ngũ phúc năm thân giá là, giá lên xe là cái ngũ phúc cái năm thân này giá lên xe là 8 triệu ạ. Cây ngũ phúc cây năm thân này giá lên xe là 8 triệu đồng nhá. Chậu vuông 1m2 x 1m5 nhá. Cây 2,5 củ đâu anh TikToker ơi. Anh mua cây 2,5 củ thì anh inbox vào phần số điện thoại em vừa đọc ấy. Số điện thoại của em là 0969162214, em gửi ảnh thôi nhá. Những cái hàng nhỏ nhỏ thế thì ở vườn này em không có, mà em không thể chạy ra cái vườn nhỏ để mà quay lại cho mọi người được. Mọi người mua cây nhỏ thì mọi người inbox cho em. Cây này 7,5 củ này. Cái này 7,5 củ cho các bác chơi Tết này. Cái này mang đi biếu đi tặng cực kỳ VIP luôn. 7,5 triệu cái này mang đi biếu đi tặng cực kỳ VIP luôn này. Cây bưởi này 7,5 triệu mang đi tặng có phải là xuất sắc không? Có 7,5 triệu các bác mang đi biếu đi tặng, nhìn mang về nhà đặt ở sân thì quá là hầm hố luôn. Có 7,5 triệu giá lên xe tại vườn. 7,5 triệu. Bên em không cho thuê mọi người nhá. Alo. Ok, em thuê xe cẩu nhỏ mà, cẩu 3,5 tấn. Tại vì hôm nay cẩu nhỏ nó không có nhà, còn chỉ có cẩu to thì lại tốn tiền ấy. Thì em thuê đợi cái xe cẩu nhỏ sáng mai người ta bốc người ta giao tận nơi luôn. Ok anh. Vâng. Bên em không cho thuê nhá, bên em chỉ bán cây thôi ạ. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn cho em này, ưng cái này chốt đơn cho ảnh màn hình cho em nhá. Ưng cái này chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi số điện thoại em thì để đầu kênh ạ. Ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình, gửi vào số điện thoại em thủy để đầu kênh giúp em nhé. Trái cột bịch chứ phải trái thật đâu. Trái của nó là trái ghép nha bạn nhá. Không phải là trái giả mà nó là trái ghép. Đây lại quay một cái cây này. Đây. Trái ghép nó là trái như này này. Mọi người thấy không? Trái ghép này. Đấy, trái ghép thì quả nó sẽ như này. Trái ghép này. Đấy thấy chưa? Trái ghép này. Trái ghép này là quả thật nhá. Quả thật nhưng mà nó là ghép từ lúc nhỏ nhá. Ghép từ lúc nhỏ chứ không phải là lớn mình mới ghép. Một cây to thọa người này, thanh lý cho khách này. Bác nào mua cây phôi nhá. Bác nào cái cây này thì nó quả thì nó bình thường, số lượng quả thì bình thường thôi, nhưng cây này là bán cây phôi. Chậu 1m2 này. Chậu 1m2 nhá mọi người nhá. Cái này gần như là bán cây phôi cho khách đấy. Đang phát live mà mất tín hiệu. Chậu này là chậu 1m2 nhá mọi người nhá. Chậu này là chậu 1m2 này, bán nó gần như là bán cây phôi. Bác nào mà đang chuẩn bị về nhà mới, mình cần tìm 1-2 cây bưởi để mình set up sân vườn ấy. Mình cần tìm 1-2 cây bưởi mình set up sân vườn thì mình có thể trồng cây phôi này nhá. Đây là cây phôi, cái này bán thành giá cây phôi nhá. Cái này bán giá cây phôi nhá, vanh gốc của nó vanh gốc 100. Cái này bán thành giá của cây phôi nhá mọi người nhá. Cái này bán giá của cây phôi. Bán cây phôi đấy, giá cây phôi đấy ạ. 7 triệu đồng cái này nhá. Cái này là bán giá cây phôi. Cái này đang có hoa nhá. Cái này về các bạn trồng cảnh quan sân vườn ạ. Cái này về các bác trồng cảnh quan sân vườn nhá. Số lượng quả của nó thì có ít thôi. Nó chỉ khoảng 4-50 quả thôi. Cái này thì gốc to nhá. Thì cái này là bán thành giá cây phôi ạ. Bác nào mua cây này thì inbox cho em Thủy nhá. Số điện thoại của em là 0969162214. Cây này thì có khoảng 4-50 quả. Nói chung là vẫn đủ để mọi người chơi Tết, là có cả hoa này. Có cả hoa đây các bác nhá. Cây này chủ yếu là em bán cây phôi nhá. Cây này chủ yếu là em bán cây phôi, gốc của nó rất là to. Cây này chủ yếu em bán cây phôi nhá, gốc của nó rất là to đây mọi người này. Đấy.
cho cái vành cây này thì dành cho các bác mua về các bác trồng biệt thự sân vườn, các bác hạ thổ dưới đất ấy. Các bác về các bác hạ thổ cái này xuống dưới đất nhá, các bác trồng cảnh thành cây cảnh quan. Các bác trồng thành cảnh quan sân vườn nhá, cái này 7 triệu nhá. Cái này 7 triệu nhá. Cái này 7 triệu nhá. Cái này các bác mua về các bác hạ thổ xuống dưới đất trồng thành cây cảnh quan sân vườn để trang trí sân vườn nhá. Em bán 7 triệu cái này ạ. Em bán 7 triệu cái này chủ yếu là các bác mua về các bác vừa chơi Tết này. Nếu cây này của em nào mà ghép đạt, ghép thành công, ghép được sai quả ấy thì cái cây này em bán phải 70-80 luôn. Cây này nếu mà em ghép thành công thì gốc của nó rất là to. Hàng phôi bưởi Diễn mà gốc to này rất là hiếm. Nếu cây này mà em ghép thành công ấy có thể bán được 70-80 triệu cây bưởi này luôn. Nhưng mà cây này của em ghép không đạt, nó thưa quả ấy, thì bây giờ em bán thanh lý cây phôi. Bán thanh lý cây phôi, giá cây phôi này chỉ có 7 triệu đồng thôi ạ. Bác nào mà mua cây phôi thì inbox cho em. Các bác mua cây phôi về các bác chơi Tết này vẫn được vài quả chơi Tết. Vẫn chơi được Tết, sau đó các bác hạ thổ dưới đất thành cây công trình nhá. Thành cây công trình, trồng thành cây và cảnh quan, cây bóng mát, cây công trình. Nó vẫn ra hoa ra quả bình thường được nha mọi người nhá. Vẫn ra hoa ra quả bình thường, các bác xem like, thả tim, thả like cho em nhá. Mỗi bác cho em xin một tim, một like cho em tăng tương tác cho em tí. Mỗi bác cho em xin một tim, một like. Cho xem mặt đi em, hiểu em xấu như chó. Bác xem mặt em thì xem là gì. Em có tự tin đâu. Em có phải idol đâu mà xem mặt, idol like đâu mà. Cây này rất là đẹp này, cây này mặt tán cây này rất là đẹp này. Cây này em chỉ bán 8 triệu này, rất là đẹp này. Rất là nhiều quả thật nha mọi người nhá. Cây này rất là nhiều quả thật này. Ngũ phúc này, 5 thân luôn. Cây này ngũ phúc quả rất là nhiều quả thật này. Rất là đẹp luôn, mà em chỉ bán giá chỉ có 8 triệu đồng thôi. Rất là đẹp. Alo. Có chứ. Đi chủ yếu đi cái đề. Vâng. Gọi một cái cẩu to, cẩu cái đề mới là cẩu. Anh sắp xếp luôn cẩu, gọi cẩu cho em cái. Để khi nào bốc thì gọi bảo em.